Ngày 21 tháng 11, ông Dara Khosro giám đốc điều hành taxi Uber thừa nhận, hacker đã ăn cắp dữ liệu cá nhân của 57 chủ khách hàng và tài xế từ Uber. Mà hơn một năm nay, Uber chưa từng hé lộ sự kiện vi phạm trái phép trọng đại này. Trên trang blog của ông Khosro chỉ ra, các dữ liệu cá nhân của 57 chủ khách hàng trên toàn cầu bị nhóm tin tặc đánh cắp từ Uber bao gồm tên tuổi, địa chỉ email và số điện thoại. Ngoài ra, hacker cũng tải xuống khoảng 600.000 dữ liệu về số bằng lái xe của tài xế Uber ở Mỹ. Theo thông tấn xã Bloomberg đưa tin, trong số các dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, không bao gồm mã số bảo hiểm xã hội, tư liệu của thẻ tín dụng, chi tiết về địa điểm lộ trên hay các số liệu khác. Ông Cruz Rosahi cho biết, những vụ việc này không nên xảy ra, ông không có vì vậy mà viện cớ. Hai thành viên trong nhóm an toàn thông tin của Uber cần phải vì vụ việc này mà chủ trách nhiệm, trong đó bao gồm nhân viên không có đưa ra cảnh cáo với khách hàng của Uber cho biết tư liệu của họ phải đối mặt nguy cơ. Vào ngày 21 tháng 11 đã bị sa thải sau khi vụ việc vỡ lỡ.